kính thưa, kính thưa quý vị, Cát Tường đang đi từ thành phố Hồ Chí Minh và bây giờ đã xuống tới địa phận La Ngà, Định Quán, Đồng Nai. Trời đã vừa sụp tối, bây giờ ăn cái gì đây? Không biết ăn cái món gì. Đang tìm xem có cái gì ăn không. Hai bên đường thì mình thấy là các quán nhậu cũng rất đông, các quán hải sản cũng rất đông. Ở đây là khu nhà thờ nha, Gia Kiệm nha. Nãy giờ mình thấy rất là nhiều nhà thờ. Đi nhanh đi bắt tài. Ô bắt mới gì mà chạy chậm. Đi nhanh đi kiếm món ăn chứ. Đó, cũng rất là nhiều quán cà phê và nhiều quán ăn. Tìm một quán nào thiệt là ngon để có thể thưởng thức rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Nhưng mà đường này xe cộ cũng hơi đông mà nha. Coi có cái gì ăn không, có cái gì ăn cho thiệt là ngon nè. Năm mới bắt rồi dịch cũng được có tiếng. Đúng mọi người, đây là món gì đây? Thú mày bán cho nó gì không? Không phải. Tay hải, không phải. Mực hấp gừng. Con mực. 800 gram. Ngon hơn nhiều. Tiếng. Năm mới. Tẩy hơn nhưng mà mỡ, có mỡ lưng. Có mấy con thôi. Con nhiều, phải cả bún sống. Rất là giòn, rất là ngọt. Tại quý vị biết sao không? Ở dưới này hấp á, người ta có để bông cải á, cho nên nó rất là ngọt. Đó, cái mùi bông cải ấy lên rất là ngọt luôn. Ngon lắm, hấp dẫn dễ dàng chưa? Rồi, mình sẽ tiếp tục cắt mời cả nhà cùng ăn nha. Dày luôn, mực rất là dày và rất là ngọt nha bà con. Rất tươi, cắt đôi cho lẹ. Yeah, Cát Tường xin mời cả nhà cùng nhập tiệc. Xin mời. Mời món mới, món mới. Vừa chín tới như thế này, xin phép ăn trước thử một miếng nha bà con nha.
mà cái này là ướp cá tươi. Bây giờ mình phải chấm một miếng muối ớt nữa thì nó mới ngon nha. Đây cả nhà, phải chấm một miếng muối ớt chanh nữa, tại vì cá rất là ngọt mà nó ngọt tươi. Ngon quá. Ăn chúng cái hột tiêu nữa, cái hột tiêu nó rất là cay, nó thơm, nó vị ngọt của cá rất là ngon, tuyệt vời. Cá cam nướng với bạc, với xả, với tiêu nha bà con. Rồi, rồi bây giờ còn món nữa. Món này thì cũng bình thường rồi, món này rất là bình dân, riêu có 50 ngàn một ký thôi. Và cái quán này nó chế biến ăn 20 ngàn, có nghĩa là cái nồi riêu như vậy là 1 ký, giá là 70 ngàn. Mời quý vị ăn thử riêu hấp xả. Chín rồi, vừa chín tới rồi nha. Được rồi, nó bung nắp hết rồi, ăn đi bà con ơi. Đó, riêu chín tới ha, mập hú hù hù. Riêu rất là ngọt, rất là mập. Nhưng mà món này mới đặc biệt nè, tôi muốn hiểu cho mọi người cái món này. Mọi người biết là gì không? Đây là con ốc tỏi. Ốc tỏi mà làm một cái món là nướng tiêu. Ốc tỏi nướng tiêu. Thường Tường ăn ở trên Sài Gòn đó, là Tường ăn ốc tỏi này là nó nướng nước mắm. Nhưng mà ở đây á thì lại là nướng tiêu. Thì không biết cái mùi vị nó như thế nào. Cái này là 1 ký. 1 ký này là 200 mấy quên. Đâu có tới 250 à. Cái 270 hả? 1 ký là 270. Rồi cái tiền mà người ta nướng chế biến cho mình như vậy là 40 ngàn. Nhưng mà cái dĩa này thì không có tới 1 ký. Cái dĩa này có 700 mấy gram thôi. Cái dĩa này là 240 ngàn. Là luôn tiền công làm nha. Thì bây giờ Tường sẽ thử. À cái này lấy cái gì đây gắt con ốc nha. Đây, lấy con ốc tiêu nó ra như thế này ha. Chấm thử một miếng coi. Mùi vị nó hơi lạ, cái thịt ốc nó ngọt, nhưng mà nếu như mà cái nướng nước mắm á, nó thơm, cái mùi nước mắm nó mặn mặn, nó đậm đà hơn. Cái này thì nó nguyên thịt ốc hơn, nó lạc, nó không có mặn như là nướng nước mắm. Tuy nhiên là nướng cái hạt tiêu á, khi mình ăn đúng cái hạt tiêu á, thì cái mùi tiêu á nó thơm mà nó một cái hương vị rất là đặc biệt. Mọi người có dịp cứ ăn thử cái món ha, ốc tỏi mà nướng tiêu này thử coi như thế nào, tiêu sọ nha. Và đây, khi mà mình đi ăn hải sản, ăn cá vậy thì tối về mình sẽ sốt ruột, mình không có no, nên mình phải ăn một cái món gì cho nó đầm cái bụng mình lại. Nhất là mấy anh mà uống bia uống rượu đó, mà nếu như mà ăn toàn là mực nè, ốc nè, cá nướng là thế nào tối về cũng luộc cơm nguội ăn, thế nào cũng nấu mì gói ăn. Cho nên á, là trước khi rời khỏi quán mình phải ăn một cái món cuối để cho nó đầm bụng, nó có gạo. Đây là món cháo sò huyết ha. Sò huyết như thế này 1 ký là 140 ngàn. Sò huyết trung trung ha, 140. Nấu ra một cái nồi cháo như vậy là 40 ngàn. Đó, là cái dương nồi sò cháo sò huyết vậy là 200 ngàn. Gia đình mình có thể ăn cả nhà. Rồi, một nồi cháo như vậy là gia đình mình có thể ăn cả nhà. Mình đi 4-5 người, mình mua một tí sò huyết nấu một nồi cháo rất là chất lượng luôn. Nếu mà mình vô quán mình kêu cái nồi cháo sò huyết có nấu có mấy con sò huyết à, nhưng mà khi mình mua luôn 1 ký, 1 ký về 140 đó là mình nấu, thì đương nhiên là sò huyết nó rất là nhiều, mà cháo sò huyết rất là bổ dưỡng, nó bổ máu nữa. Nó quá ngọt, tại vì 1 ký sò huyết là nó quá ngọt luôn, rất ngọt và rất ngon. Ăn như vậy không thể nào mà xuống cân được ha cả nhà. Ăn như vậy không thể nào mà xuống cân được ha cả nhà. Nhưng kệ, không sao, cứ ăn ngon miệng là được rồi.